khán giả đã đến với bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Xuất siêu đạt kỷ lục gần 25 tỷ USD. Báo động gia tăng tình trạng kháng kháng sinh. 11 tháng năm 2023, xuất khẩu rau quả đạt mức cao kỷ lục. Nhiều sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý có mặt tại Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2023. Thưa quý vị, tính từ đầu năm đến nửa đầu tháng 11, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã gần chạm mốc 600 tỷ USD, đạt xuất siêu mức kỷ lục gần 25 tỷ USD. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 30 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 14,65 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, nửa đầu tháng 11, kim ngạch nhập khẩu đạt 14,77 tỷ USD. Như vậy, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 587,62 tỷ USD. Bộ Công Thương cho biết, một trong những điểm tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu thời gian qua là kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu tiếp tục tăng. Trong đó, nhóm hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả nước. Hàng hóa nhập khẩu tập trung vào các mặt hàng như máy tính, sản xuất điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, vải các loại, thép các loại, xăng dầu các loại. Thưa quý vị, những hệ lụy từ sử dụng kháng sinh bừa bãi, không đúng cách, không đủ liều đã làm tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Kháng thuốc là tình trạng các vi sinh vật như vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng kháng lại thuốc kháng sinh khiến cho các loại thuốc này giảm tác dụng, thậm chí là không còn tác dụng. Tình trạng này đang gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sự lạm dụng thuốc kháng sinh quá mức chính là nguyên nhân gây ra tình trạng kháng kháng sinh đáng báo động như hiện nay. Bất cứ ai đều có thể ra hiệu thuốc mua kháng sinh dễ dàng mà không cần có đơn của bác sĩ. Những hệ lụy từ việc sử dụng kháng sinh bừa bãi, không đúng cách, không đủ liều đã làm tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Đối với nhóm thuốc kháng sinh biệt dược đã được quy định rõ ràng là chỉ được bán khi có đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, tình trạng đáng lo là hầu hết cửa hàng thuốc đều sẵn sàng tư vấn cho người bệnh để bán thuốc, dù là thuốc kê đơn hay là thuốc thông thường. Tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang ngày càng nghiêm trọng, nhiều vi khuẩn kháng với nhiều loại kháng sinh, nguyên nhân chính là do lạm dụng kháng sinh. Vì vậy, người dân cần bảo vệ sức khỏe bản thân bằng cách không tự ý cứ thấy đau, thấy bệnh là ra hiệu thuốc mua thuốc, chỉ sử dụng thuốc khi có đơn của bác sĩ. Quý vị, theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 11 tháng năm 2023, xuất khẩu rau quả ước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2022 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, sầu riêng là quả đóng góp và sức tăng trưởng lớn nhất cho nhóm này với tỷ lệ chiếm 40% kim ngạch. Tiếp đến là mít, dưa hấu, bưởi, nhãn đều có mức tăng trưởng từ 50 đến 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Trung Quốc đang là quốc gia nhập nhiều rau quả Việt Nam nhất với tổng kim ngạch 10 tháng đạt 3,2 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 66% thị phần. Tiếp đến là thị trường Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, nguyên nhân giúp xuất khẩu rau củ bứt phá năm nay là nhờ Trung Quốc và nhiều quốc gia tăng mua hàng Việt Nam. Năm 2022, nước này ký hàng loạt nghị định thư với Việt Nam đã tạo bước đệm cho hoạt động xuất khẩu rau củ quả đạt nhiều thuận lợi. Thưa quý vị, Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2023 có quy mô 300 gian hàng với hơn 200 đơn vị trưng bày giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, đặc sản của các địa phương, trong đó có nhiều sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam là sự kiện thường niên do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức. Hội chợ là cơ hội tốt để cho các doanh nghiệp và địa phương quảng bá sản phẩm đặc sản tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, tham gia chuỗi cung ứng tiêu thụ hiệu quả tại thị trường thủ đô. Đây cũng là nơi để các nhà phân phối tìm kiếm, lựa chọn nguồn cung cấp hàng hóa, là sự kiện được người tiêu dùng hưởng ứng, chờ đợi vào dịp cuối năm để đến tham quan, mua sắm trải nghiệm nét văn hóa vùng miền Việt Nam. Hội chợ có quy mô 300 gian hàng với hơn 200 đơn vị doanh nghiệp đến từ 56 tỉnh, thành phố tham dự, tổ chức gian hàng đặc sản của địa phương, trưng bày và giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, đặc sản, trong đó có nhiều sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm OCOP. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay.
Mọi đóng góp phản hồi, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 9/7 đường 56, khu dân cư Tân Quy Đông, khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống a@gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!